Chào mừng các bạn đến với podcast hôm nay. Hãy cùng tôi khám phá một câu chuyện kỳ lạ từ một nhà tù cũ ở Bắc Dakota, nhà tù Pembina. Chỉ một ngày thêm vào bản án đã khiến tôi từ một cái nhìn bình thường về nhà tù trở thành một cơn ác mộng không dứt. Tôi tưởng mình chỉ phải thụ án 364 ngày, nhưng thẩm phán không hài lòng với thái độ của tôi, một điều khó hiểu. Và thế là án của tôi bị nâng lên 365 ngày. Một năm là thời gian tối thiểu để vào tù, và dù luật sư của tôi đã cố gắng phản đối, nhưng không có gì thay đổi. Ông ấy đã quyết định công bố một tuyên bố ra ngoài, hoặc có thể rò rỉ thông tin lên mạng nếu tập đoàn chỉnh sửa Guardian, GC Gear, cố gắng ngăn cản. Mọi người cần biết điều gì đã xảy ra tại Pembina. Tôi sẽ nói thẳng, nơi đó bị ám. Bạn có thể nghĩ tôi đang đùa, nhưng không đâu. Những nhà tù được quảng cáo hay tổ chức tour du lịch không thể so sánh với những gì tôi đã trải qua. Tình trạng tồi tệ đến mức Yeager đã phải nộp đơn phá sản ngay ở nhà tù đầu tiên. Theo tài liệu chính thức của họ, đã có xác nhận từ văn phòng thống đốc và hai công chứng viên rằng nơi này bị ảnh hưởng bởi siêu nhiên, đến mức không thể tiếp tục hoạt động. Tôi bị nhốt vào cái địa ngục đó mà không hề biết chút gì về lịch sử của nó. Đừng hiểu sai, tòa nhà không quá tồi tệ, nhất là so với những gì tôi tưởng tượng về một nhà tù từ năm 1853. Nó là một khối đá lớn, nặng nề và chật chội, nhưng ít bị cách ly hơn so với các nhà tù hiện đại. Chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều buồng giam xung quanh và chỉ có một hành lang chính mỗi tầng, cho phép chúng tôi tương tác với nhau. Nhà tù có 5 tầng, với sức chứa khoảng 500 tù nhân. Khi tôi mới đến, có rất nhiều bạn cùng phòng và tôi nghe nói có tới 2.000 người bị giam giữ. Điều đó tôi tin, nhưng tình hình nhanh chóng thay đổi. Trong 3 tuần đầu tiên, tôi không nói chuyện với ai. Đây là lần đầu tôi vào tù thật sự và tôi rất hoảng sợ. Không muốn chấp nhận rằng mình sẽ bị nhốt ở đây cùng 3 người khác trong suốt một năm. Ngôi nhà tù luôn ồn ào với những tiếng hét và hoảng loạn từ tầng dưới vào giữa đêm. Chúng tôi ở trên tầng cao nhất nhưng vẫn nghe thấy tiếng gào thét vang vọng như thể họ ở ngay bên cạnh. Vào tuần thứ tư, không có người quản ngục đánh thức tôi, tôi buộc phải nói chuyện. Tôi hỏi một người bạn cùng phòng tên Dante chuyện gì đang xảy ra. Giọng anh run rẩy khi nói, người quản ngục đã bỏ đi rồi man. Các tù nhân bắt đầu trò chuyện nhẹ nhàng giữa các buồng và lớn tiếng hơn giữa các tầng. Chúng tôi biết được rằng có điều gì đó ở tầng dưới khiến họ bỏ việc. Chúng tôi không thể nghe thấy tiếng gì từ dưới đó, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Và đó là lần đầu tiên Dante nhắc đến những câu chuyện kỳ lạ từ tầng 1. Anh ấy nói, tôi hy vọng không có gì là thật, nhưng khi tôi hỏi thêm, anh chỉ lắc đầu. Ngày trôi qua mà không ai đến cho chúng tôi ăn sáng, rồi lại không có ai đến cho bữa trưa. Thời gian tập thể dục cũng bị bỏ lỡ và mọi người bắt đầu lo lắng. Một người bạn của Dante, Will, bắt đầu kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và chia sẻ thức ăn. Tôi hỏi Dante, thật sự tệ đến vậy sao? Đã có lần họ từ chối bữa ăn và thời gian tập thể dục một hoặc hai ngày trước đây, anh trả lời. Nhưng hai người còn lại trong buồng không tin điều đó. Một người nói, nhưng không phải như thế này. Họ chưa bao giờ chỉ bỏ đi như vậy. Chúng tôi nhận được bánh mì cũ qua những thanh bars và cảm thấy rất biết ơn. Đến tận ngày hôm sau, những người quản ngục mới vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, chúng tôi có nhiều thời gian ở sân từ những người quản ngục mới, nhưng họ có vẻ bối rối hơn chúng tôi. Will hỏi một quản ngục về chuyện đã xảy ra. Người quản ngục nhún vai. Tôi không biết, GCJ đã trả lương cao để tuyển dụng nhanh nên tôi đã đăng ký. Còn các tù nhân ở tầng 1, Will hỏi. Chúng tôi vẫn có thể nghe thấy họ đi lại dưới đó. Không có ai cả. Họ đã được chuyển đi, người quản ngục nói. Chuyển đi, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đã được đưa trở lại quản lý của nhà nước vì công ty không thể xử lý được họ. Điều đó thật hợp lý. Nếu tầng 1 đầy những người tâm thần, thì công ty tư nhân đầu tiên ở Bắc Dakota sẽ không đủ kinh nghiệm để quản lý họ. Kellen là người duy nhất trong số các quản ngục mới đối xử với chúng tôi như con người. Anh ấy không chỉ mỉm cười và trò chuyện mà còn không đánh đập chúng tôi. Kellen đã cố gắng xác minh rằng các tù nhân đã thực sự được chuyển đi, nhưng phải mất 3 tháng để có được thông tin từ Jessica. Khi anh ấy báo cho chúng tôi biết, dường như chúng tôi đã quên mất chuyện đó. 2 đêm sau, khoảng 2 tiếng sau giờ tắt đèn,
Tiếng hét kinh hoàng từ tầng 2 vang lên. Dante bật dậy, lao vào một bạn tù khác và hốt hoảng nói: "Chết tiệt, chắc là có cháy." Những người trong buồng chúng tôi bắt đầu đập vào bars và gọi quản ngục, nhưng họ chỉ chạy vội xuống dưới mà không nói lời nào. Tiếng hét của các tù nhân rõ ràng hơn và có vẻ như họ đang sợ hãi điều gì đó cụ thể. Sau khoảng 10 phút, tất cả im bặt. Chúng tôi ngồi trong bóng tối, chờ đợi và lắng nghe cho đến sáng. Khi ca trực mới đến, họ hoang mang và bối rối. Kellen đến hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi kể cho anh nghe, nhưng khi đến nơi, anh thấy cửa ngăn mở và tầng 2 trống rỗng. Không có dấu hiệu gì về sự việc, nhưng Kellen hứa sẽ kiểm tra với cấp trên. Dante nắm chặt bars và khiến Kellen nhìn thẳng vào anh. "Làm ơn, hãy tìm hiểu xem ai đang đi lại dưới đó vào ban đêm." Kellen hơi chớp mắt. "Tôi là ca ngày nên không biết mình có thể làm gì, nhưng ý bạn là gì?" "Các tù nhân đã biến mất," Dante nói với giọng nghiêm túc nhưng khẽ. "Nhưng những người ở tầng 3 vẫn nghe thấy ai đó, có thể 2 hoặc 3 người, đang lặng lẽ đi lại mỗi giờ cho đến sáng." "Tôi có thể đi xem ngay bây giờ." Dante nắm lấy đồng phục của Kellen, điều này thường dẫn đến việc bị đánh. "Nghe này, đừng đi vào đó một mình. Hãy ở trong cầu thang trừ khi có người đi cùng." Kellen gật đầu, như thể cuối cùng anh cũng hiểu được sự sợ hãi của chúng tôi. Tuy nhiên, suốt một mùa hè không có gì xảy ra. Ca đêm đã bỏ việc và nhiều quản ngục mới được tuyển dụng với mức lương cao hơn. Kellen và một quản ngục khác kiểm tra 2 tầng đầu tiên nhưng không tìm thấy gì. Dante nghĩ có thể họ tìm kiếm vào ban ngày, nhưng anh không muốn yêu cầu người bạn duy nhất của mình mạo hiểm. Khoảng 3 tháng sau, vào giữa đêm, chúng tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng hét hoảng loạn từ tầng 3. Lần này, chúng tôi ít sợ hơn. Will đề nghị một quản ngục chạy qua trả cho anh $500 nếu người đó quay lại cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Dante chăm chú lắng nghe từng tiếng hét từ tầng 3 và tôi ghi lại những từ mà anh nghe thấy. Những gì tôi ghi lại: "Chúa ơi, giết anh ta! Trời ơi, thả chúng tôi ra! Đang đến đây!" Chúng tôi không sợ như trước nữa, nhưng nỗi sợ dài hạn càng sâu sắc hơn. Giờ thì chúng tôi biết chắc chắn rằng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa. Và những tù nhân có điều kiện đã bắt đầu thuê luật sư, cố gắng chuyển đến nhà tù khác, dù có thể điều kiện còn tồi tệ hơn. Và rồi, có tin đồn lan ra bên ngoài. Giải pháp của G-Seeger, thay vì trả lương cao hơn cho quản ngục, là ngừng ca đêm, chỉ còn lại một người quản ngục tội nghiệp. Kellen có chút bực bội vì không nhận được tăng lương, nhưng anh bắt đầu tin rằng có điều gì đó không ổn. Nhiều tù nhân khác đã kể cho Kellen rằng họ nghe thấy ai đó đi lại giữa các tầng vào ban đêm. Đó chỉ là vài bước chân, đôi khi lên tới 20, nhưng chỉ xảy ra khi đủ lâu để bạn nghĩ rằng mọi chuyện đã dừng lại. Một người trên tầng 4 cho biết anh đã nghe thấy tiếng chạy từ đầu này sang đầu kia của hành lang tầng 3. Rõ ràng đến mức anh mong đợi một quản ngục sẽ xuất hiện, nhưng không có ai cả. Anh ấy đã tự sát và được chuyển ra ngoài vì lý do y tế hôm sau, nên chúng tôi không thể không coi trọng điều đó. Kellen đã bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của nhà tù, và khi anh ấy đến gặp chúng tôi vào tháng thứ 7 của bản án, khuôn mặt anh trắng bệch. "Beside us," Will hỏi, "có tin gì mới không?" Kellen trông có vẻ nghiêm túc. "Có rất nhiều thông tin không chính xác ngoài kia, nhưng nơi này bị nhắc đến nhiều lắm. Nó đã từng bị đóng cửa, nhưng mỗi lần tôi yêu cầu tài liệu lịch sử thì lại bị từ chối. Điều kỳ lạ là tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chính nhà tù. Nghe này." Anh ấy lấy một quyển sổ ra. Hai linh mục Canada, cha Norbert Provencher và cha Sivir Dumoulin, đã đến Pembina vào năm 1818, trước khi nó trở thành một khu định cư chính thức. Khi đó, công ty Hudson's Bay đang lớn mạnh ở đây. Pembina lúc ấy là thị trấn lớn nhất Bắc Dakota, nên họ đã phải ngủ ngoài trời bên bờ sông Pembina. Huyền thoại nói rằng một hình ảnh của một người phụ nữ mục nát đã xuất hiện trong đêm và lấy đi mạng sống của Provencher. Hai người đã mặc cả với cô ta để chia sẻ số phận còn lại, khiến cả hai chỉ sống thêm 35 năm thay vì 70 năm như Sevier còn lại. Anh dừng lại, như thể chúng tôi có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ đều chết sau 35 năm. Tôi biết rằng nhà tù Pembina có vấn đề tồi tệ, nhưng không có nghĩa tôi phải tin tất cả mọi thứ. Để tôi đoán, họ chết cách nhau 1 tháng và 20 ngày. Kellen gật đầu. Dante cười khẩy. Điều này là thật bạn ạ, Kellen khẳng định. Ngày mất của họ có trên Wikipedia đấy. Nhưng nghe này,
35 năm sau, năm 1818 đến năm 1853, năm nhà tù này được xây dựng và nơi họ đã cắm trại đêm đó, ngay bên bờ sông. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng bắt đầu cảm thấy bất an. Nó nằm ngay đây, phải không? Kellen nghiêm túc. Tôi nghĩ có điều gì đó cổ xưa ở đây. Tôi đã hỏi một người bạn có họ hàng Chippewa ở Turtle Mountain. Họ biết rõ lịch sử của sông Red River hơn ai hết. Ông ấy nói, chú của anh ấy đã khuyên rằng không bao giờ ngủ ở nơi giao nhau giữa sông Red River và sông Pembina. Ông ấy nói có một thứ gì đó sống dưới lòng đất và nó sẽ tỉnh dậy khi mùa thay đổi. Chúng tôi im lặng một lúc. Đó có thể là chuyện hoang đường, nhưng đó là một lý thuyết hợp lý. Dù sao đi nữa, có điều gì đó sắp trở lại và nó không hề thân thiện. Will nói chuyện với Kellen thêm vài phút, nhưng Dante thì im lặng. Sau khi Kellen rời đi, tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Anh ngồi trên một trong những giường không còn sử dụng và nói, tôi còn 5 năm nữa trong này và không có tiền để thuê luật sư. Bản án của bạn sẽ kết thúc trước khi nó đến với chúng ta và tôi sẽ ở đây một mình. Có chắc không? Không thể chắc chắn. Nó sẽ quay lại sau 2 tháng cho tầng 4, rồi 3 tháng sau đó cho chúng ta. Tôi có thể ra ngoài một tuần trước hoặc một ngày quá muộn. Không có gì là chính xác cả. Anh chỉ nhìn xuống sàn. Ý tôi là tôi hy vọng bạn ra ngoài trước khi nó đến. Ôi, tôi không biết nói gì thêm nên chỉ ngồi ở góc như mọi khi. Không lâu sau đó, chúng tôi nghe tin JCJ sắp phá sản. Sự di chuyển ồ ạt của các tù nhân đã khiến bang tức giận và mất một hợp đồng quan trọng cho một địa điểm thứ hai, khiến nhà đầu tư rút vốn. Số lượng quản ngục giảm xuống rồi bị cắt giảm mạnh và Kellen đã phải giảm lương để ở lại làm người duy nhất trong ca ngày. Còn 2 tù nhân trên tầng 4, anh nói với 20 người còn lại khi tuần mà chúng tôi dự đoán điều gì đó sẽ xảy ra đến gần. Tôi cảm thấy mình nên ở lại muộn để xem chuyện gì xảy ra ở đó, nhưng những quản ngục trước đây tôi hỏi đều sợ hãi và từ chối nói chuyện. Một số thậm chí đã nổi giận chỉ vì tôi hỏi. Không sao, Will nói với anh, bạn có một đứa trẻ ở nhà, đừng ở lại đây vì nó. 20 người còn lại trên tầng 5 ngồi trong buồng khi bóng đêm buông xuống, cầu nguyện và lắng nghe. Vào tối thứ hai, không có gì xảy ra. 2 người dưới đó thỉnh thoảng hét lên với chúng tôi rằng mọi thứ đều ổn. Vào tối thứ ba, không có gì xảy ra. Nhưng áp lực gia tăng và đôi khi chúng tôi có thể nghe thấy hơi thở của họ nhanh chóng dưới đó. Tôi chỉ có thể tưởng tượng adrenaline đang chạy qua họ mỗi phút cho đến khi rạng sáng. Vào tối thứ tư, cũng không có gì xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó đã thay đổi trong không khí. Nhà tù trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều khi 2.000 người giờ chỉ còn 22. Tôi cảm thấy như có một nhịp đập nhẹ trong không khí, đập vào thực tại như thể nó là một tấm giấy mỏng. Chỉ là tưởng tượng của bạn thôi, Dante thì thầm. Không ai trong chúng tôi dám nói lớn hơn thế. Vào tối thứ năm, nhịp đập ấy biến thành cảm giác những bước chân đang đến gần từ một khoảng cách xa. Guys, Will hét lên từ buồng của anh. Các bạn ổn chứ? Vẫn ở đây. Một người từ dưới đó trả lời. Nhưng tôi có thể cảm thấy nó. Nó đang ở cửa. Nó đang gõ cửa. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng người đàn ông dưới đó không trả lời. Đêm thứ sáu, đó chính là đêm mà mọi chuyện sẽ xảy ra. Cả ngày hôm đó, 2 người trên tầng 4 đã kéo và đập vào thanh sắt cầu xin được thả ra. Kellen thật sự bị dằn vặt. Sau 2 giờ nghe những lời van nài, anh nảy ra một ý tưởng, chuyển cả 2 lên tầng của chúng tôi. Nếu không có ai trên tầng 4, anh nói với vẻ hào hứng, thì chúng ta sẽ an toàn, đúng không? Chúng tôi đồng ý, nhưng trong lòng biết đó chỉ là lời dối gạt. Khi quản ngục đêm đến, ông ấy hoảng sợ và đưa 2 người đó trở lại. Ông nói rõ điều mà tất cả chúng tôi đang nghĩ. Nếu không có ai trên tầng 4, thì nó sẽ đến thẳng tầng 5 và lấy chúng ta tất cả. Kellen nghĩ gì vậy? Tối đó, chúng tôi phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ tiếng nức nở. Đó là thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn gọi quản ngục, tôi muốn yêu cầu ông đưa những người đó ra ngoài. Nhưng nếu tôi làm như vậy, tôi biết bất cứ điều gì sắp xảy ra sẽ tìm thấy tất cả chúng tôi. Thời khắc ấy đến như một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai tôi. Có chuyện gì đang xảy ra dưới đó? Dante hét lên. Người đàn ông không khóc đáp lại. Nó đang thay đổi. Will yêu cầu, có chuyện gì vậy? Nói cho chúng tôi biết. Nó màu đỏ. Đỏ, nó màu đỏ. Đỏ cái gì? Will gào lên. Chết tiệt, đỏ cái gì? Chúng tôi nhìn xuống hành lang, nơi quản ngục đang đứng,
lắng nghe với vẻ sợ hãi. Tiếng thét bắt đầu vài giây sau đó. Lần này, chỉ cách một tầng, chúng tôi nghe rõ từng lời nói của họ. Người tù khóc thét. Nó ở đó. Người đàn ông đã giao tiếp với chúng tôi bắt đầu la hét hoảng loạn bên thanh sắt của mình. Rồi, một cách kỳ lạ, anh ta im bặt. 20 người chúng tôi bám vào thanh sắt, không thể giúp đỡ, không thể chạy trốn. Nhiều người trong số chúng tôi khóc, nhưng chúng tôi vẫn im lặng, vì kêu lên sẽ làm át đi những lời cuối cùng của những người bên dưới. Nhưng họ đã im lặng một cách kỳ lạ gần 2 giờ. Chúng tôi chờ đợi trong sự im lặng căng thẳng, khi những bước chân thỉnh thoảng vang lên trên tầng 4. Điều gì đang diễn ra? Lần đầu tiên, các nạn nhân của bất kỳ điều gì đang xảy ra bên dưới đã chọn im lặng thay vì kêu cứu. Tại sao điều đó lại khác biệt? Cuối cùng, người đàn ông khóc đã phá tan sự im lặng. Ôi Chúa ơi, nó đang đến phía các bạn. Câm miệng, nó sẽ thấy bạn, phân tâm nó đi, gõ vào thanh sắt của bạn. Âm thanh vang vọng lên từ cầu thang. Người đàn ông khóc nói với sự hoảng sợ. Nó biết rồi. Chúa ơi, làm gì đi chứ? Chúng tôi không còn im lặng nữa. Chúng tôi lặp lại điều đó, lớn tiếng và liên tục với quản ngục. Làm gì đi? Ông chỉ đứng đó, thật sự run rẩy trong đôi giày của mình. Will hét lên với ông. Tỉnh lại đi. Những quản ngục và tù nhân khác đã trốn thoát. Bạn cũng có thể. Dù là gì đi nữa, nó sẽ không theo bạn nếu bạn thả họ ra và rời đi. Tôi hét lên. Họ sẽ chết dưới đó. Dante ném giày của mình và cú va chạm đó đã khiến người đàn ông bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi. Quản ngục chạy đến cầu thang và xuống dưới. Điều đầu tiên chúng tôi nghe ông nói là một câu kinh ngạc. Mary, mẹ Chúa Giê-xu. Người đàn ông khóc lại. Ở đây, xin Chúa, hãy thả chúng tôi ra. Người tù còn lại không nói lý do tại sao. Chúng tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ta, nhưng ngay cả điều đó cũng lặng im. Rồi chúng tôi nghe tiếng chuông báo động và tất cả các cổng trên tầng 4 đóng sầm lại. Tiếng thở hổn hển, tiếng chạy và âm thanh ai đó kéo thứ gì đó theo sau. Nhà tù trở nên im lặng. Và ngay lập tức, chúng tôi lại chỉ còn lại với nhau. Nhà tù vốn đông đúc giờ trở nên khổng lồ và trống trải một cách đáng sợ. Chỉ còn 20 người chúng tôi và không có quản ngục. Đêm đó, âm thanh không thể nhầm lẫn của những bước chân vang lên từ bên dưới. Tôi đếm thời gian theo cách tốt nhất có thể. 40 phút, rồi ai đó bước 3 bước ra khỏi buồng giam và vào hành lang. 1 giờ 6 phút, ai đó chạy 10 bước dọc theo hành lang rồi dừng lại đột ngột. 28 phút, những bước chân tiến lại gần cầu thang, nhưng rồi quay vào một buồng giam và trở nên im lặng. Điều kỳ lạ là, người đó nghe có vẻ không mang giày, và vị trí bắt đầu và dừng lại không khớp với nhau. Nơi họ dừng lại thường không gần với nơi họ bắt đầu lần sau. Khi bình minh đến, chúng tôi đứng bất động trong sự sợ hãi tê liệt, và phải chờ đến khi Kellen đến, chúng tôi mới bắt đầu cựa quậy. Với JCZ trong tình trạng phá sản, chúng tôi không còn bất kỳ quản ngục nào vào ban đêm. Nếu nó đến tìm chúng tôi, sẽ không có ai mở cửa cho chúng tôi như những người khác. Chúng tôi hầu như không nói chuyện. Chúng tôi hầu như không ăn uống gì cả. Mỗi ngày trôi qua như một hạt cát rơi qua chiếc đồng hồ cát, đánh dấu những cái chết sắp đến. Các bạn cùng buồng bắt đầu thú nhận những tội ác mà họ chưa bao giờ phạm phải, chỉ để được chuyển đến những nhà tù siêu tối đa ở bang khác. Đó là lựa chọn duy nhất còn lại. Cùng với đó là những nỗ lực tự sát. Từng người một, Kellen đã dẫn dắt hoặc kéo những người đó ra khỏi tầng của chúng tôi. 20 người trở thành 15, rồi 10. Cuối cùng chỉ còn lại tôi, Dante và Will vẫn còn trong buồng giam bên trái. 3 người chúng tôi và Kellen, 4 người chờ đợi cái chết. Chúng tôi ngồi chơi bài trong những tuần trước đó. Một năm tròn trịa trong nơi này, nhưng tôi cảm giác như đã trải qua cả một đời người trong buồng giam này. Tôi không thể suy nghĩ, không thể nhớ về cuộc sống trước đó, cũng không thể tưởng tượng được việc sống sót sau này. Mỗi ngày, tôi cầu nguyện cho một cuộc chuyển nhượng, nhưng Bắc Dakota đã chán ngấy với tất cả chúng tôi, và các thẩm phán đã ngừng nghe các vụ án từ nhà tù Pembina. Họ không biết rằng chỉ còn 3 người chúng tôi. Không ai biết. Chúng tôi đã liên lạc với truyền thông. Chúng tôi gọi điện cho văn phòng của thống đốc. Chúng tôi gây rối. Nhưng đó còn tệ hơn cả việc không ai biết. Hóa ra, không ai quan tâm. Thêm vào đó, không có ai cao hơn tại JCJ theo dõi tình hình, và Kellen không thể liên lạc được với ai. Tiền lương, nghĩa là chỉ có lương của ông ấy.
được xử lý bởi một công ty phát lương bên thứ ba, không thể trả lời các câu hỏi về các thủ tục đang diễn ra. Tuần cuối cùng đã đến. Vào đêm thứ hai, không có gì xảy ra. Chúng tôi như những bức tượng trong buồng giam của mình, đơn độc, chờ đợi một dấu hiệu của kẻ hành quyết. Khi bình minh đến, chúng tôi thở dài và bắt đầu cựa quậy. Dante hỏi, cậu ra ngoài vào thứ sáu đúng không? Tôi gật đầu. Nếu mọi thứ diễn ra như trước, tôi sẽ được thả vào ngày đó. Miễn là tôi rời khỏi trước khi hoàng hôn, tôi sẽ ổn. Vào đêm thứ ba, không có gì xảy ra. Hai lần rồi, chỉ còn một lần nữa. Chỉ một ngày nữa thôi. Tôi ngồi trong bóng tối cho đến khi... Không. Cảm giác của nhà tù đã thay đổi xung quanh chúng tôi. Một nhịp đập nhẹ nhàng dường như vang lên bên tai và mắt chúng tôi. Nó đã đến sớm hơn một ngày so với lần trước. Sáng hôm đó, Will vỗ vào cánh tay tôi khi chúng tôi cùng Lynn ra ngoài thanh sắt. Xin lỗi bạn. Dante chỉ lắc đầu một cách tức giận. Tôi biết rằng tôi sẽ không ra kịp. Vào đêm thứ tư, nhịp đập trở thành âm thanh của những bước chân tiến lại từ một khoảng cách không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ rằng mình đã đứng ở thanh sắt của buồng giam cả ngày. Bàn tay nắm chặt kim loại, sức lực tương xứng với sự căng thẳng trong không khí và trong tâm trí chúng tôi. Điều này không thể xảy ra. Điều này sẽ không xảy ra. Luật sư của tôi sẽ bước vào và nói rằng ông ấy đã loại bỏ thêm một ngày không công bằng của thẩm phán, một ngày. Một ngày chết tiệt. Dù tôi đã trải qua cả một năm trong nhà tù này, một ngày vẫn có thể quyết định sống hoặc chết. Hãy thả tôi ra, để tôi ra ngoài. Vì Chúa, hãy cứu tôi. Nhưng không ai quan tâm và không ai lắng nghe. Tôi muốn kể với bạn rằng Kellen đã ở lại muộn tối đó. Tôi muốn nói rằng khi toàn bộ tầng bắt đầu phát sáng màu đỏ, hành lang, các buồng giam, cả viên đá, khi điều gì đó quái dị trong lòng đất bắt đầu thức dậy khi mùa thay đổi, khi những bước chân từ xa trở thành kẻ hành khách đứng trước cửa tâm trí chúng tôi. Tôi muốn nói rằng Kellen đã ở đó và nhấn nút mở cửa và thả tất cả chúng tôi ra. Tôi muốn nói rằng tôi không nhìn thấy gì cả và rằng tôi không phải là một người tan vỡ mãi mãi. Tôi không cào cấu vào tường của buồng giam khi nó từ từ đến gần, di chuyển từng bước mỗi 20 đến 70 phút. Tôi muốn nói rằng cả ba chúng tôi đều có thể chạy trốn và thoát khỏi nỗi kinh hoàng hiện thực. Với đôi tay mục nát và đôi mắt mù lòa phát ra ánh sáng đỏ như máu khi nó tìm kiếm chúng tôi một cách ngẫu nhiên. Nhưng tôi không thể chỉ cho bạn một kết thúc thỏa mãn cho câu chuyện này. Công ty phát lương đã sa thải Kellen và thay đổi khóa của tài sản. Theo giấy tờ của họ, tất cả tù nhân đã được chuyển đi và họ nghĩ rằng ông ấy đang nhận lương cho việc canh gác một nhà tù trống rỗng. Họ đã để chúng tôi lại trong đó suốt 11 ngày trước khi phát hiện ra lỗi lầm. Có nghĩa là 11 đêm với cái thứ đó. Trong 11 ngày, chúng tôi đói khát. Trong 11 đêm, chúng tôi ngồi bất động, không dám cử động, thở hay thậm chí nhìn trái hay phải. Nó biết chúng tôi ở đâu, chung chung. Nó đứng ngay ngoài các buồng giam hàng giờ. Và đôi khi, đi thẳng qua những thanh sắt và chạm vào giường xung quanh, thách thức chúng tôi dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Khi bạn đã dành 6 giờ đồng hồ nhìn vào đôi mắt mù lòa màu đỏ của một con quái vật đang mục nát, không dám chớp mắt vì sợ rằng nó sẽ nghe thấy tiếng không khí từ hàng mi bạn. Khi bạn đã thấy những gì nó thấy, những thế giới mà nó đã bước đi phản chiếu trong màu đỏ địa ngục, bạn sẽ hiểu. Không ai quan tâm. Tôi muốn nói với bạn rằng Kellen thực sự tồn tại. Tôi muốn nói rằng chúng tôi có một người bạn trong số các quản ngục và rằng không phải tất cả đều xấu. Tôi muốn nói rằng tôi không bị chấn thương bởi địa ngục mà tôi đã trải qua khi bị bỏ mặc để thối rữa và chết đi như một con số trong sổ sách của một tập đoàn. Nhưng không ai quan tâm.